056 các bạn sẽ ngồi ở hàng H3. Kính chào tất cả sáng tác Hoàng Long, Hoàng Lân, đơn ca Em Hà Trang, sơn ca đầu đàn thành phố năm 2023, bài hát Mái Đình Làng Biển. Đồng diễn thể dục aerobic câu lạc bộ Thanh Nguyễn, cung văn hóa thiếu nhi thành phố. Xin mời cùng thưởng thức. We'll be right back.
chạm chỗ phượng long, cuốn lượn tựa mây sông. Thank you.
đoàn hội đội thành phố chỉ đạo cung văn hóa thiếu nhi thành phố phối hợp với trung tâm huấn luyện cán bộ và dạy nghề 2022-2023. Thay mặt cho ban tổ chức liên hoan, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí cán bộ đoàn. Một việc khác nữa, tức là ban tổ chức sẽ bố trí các em thi, sau ta không kéo là lạc mất đội hình là chúng ta sẽ mất nội dung thi. Cô Ngọc Hải. Thank you.
Cút sang ngang vậy, sang cầu bên đây, cầu bên đây.
Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành đoàn, các đồng chí đại diện ban thường vụ đoàn, hội đồng đội, phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện, các thầy cô giáo đại diện ban giám hiệu, giáo viên làm tổng phụ trách đội, các trường trung học cơ sở trong toàn thành phố, các cô chú phóng viên báo chí trung ương và địa phương, một lần nữa chúng ta cùng nồng nhiệt chào mừng. Quý vị và các em thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc một ngày hoạt động với những trạng thi vô cùng cam go và những kết quả vô cùng ấn tượng. Và trước khi đến với nội dung công bố kết quả và trao giải, chúng ta hãy cùng một lần nữa gặp gỡ lại những gương mặt chỉ huy đội của thành phố Hải Phòng với những phần biểu diễn giao lưu vô cùng đặc sắc đã được các bạn tập luyện chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi đã nghỉ trưa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu phần đồng diễn của chi đội 1. Xin mời các bạn.
Các thân mến, hãy chúng ta hãy cùng một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn phần biểu diễn của chị Hai được không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phần biểu diễn giao lưu của các bạn chi đội 4 với một bài hát viết về người đội trưởng đầu tiên của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ca khúc Anh Kim Đồng. Xin mời các bạn chi 4.
chỉ huy đội giỏi của thành phố Hải Phòng. Khảo sau một khoảng thời gian làm việc rất khẩn trương và tích cực, đã đánh giá được kết quả vô cùng chính xác, công tâm và đã lựa chọn ra được hai thí sinh để trao giải phụ là hai thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất tại những trận thi sau. Trong phần thi kiến thức, có 13 thí sinh đã nộp bài trong khoảng thời gian ngắn nhất và đạt điểm tối đa là 25/25. Và trong đó, thí sinh có khoảng thời gian ngắn nhất, chỉ trong hơn 4 phút, bạn đã gửi bài thi và đạt điểm tuyệt đối. Đó chính là bạn Đỗ Ngân Hà, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cử. Và trong nội dung kỹ năng chỉ huy nghi thức đội, thí sinh được ban giám khảo đánh giá tốt nhất đó chính là bạn Khúc Trà Giang, trung học cơ sở Lạc Viên, quận Ngô Quyền. Xin mời hai em chúng ta cùng lên sân khấu để nhận phần thưởng của ban tổ chức. Xin mời em Nguyễn Khánh Ly, trung học cơ sở Lưu Kiếm. Em Nguyễn Thị Kim Ngân, trung học cơ sở Hoàng Đồng. Em Nguyễn Văn Quyết, trung học cơ sở Kỳ Sơn. Em Vũ Thành Danh, trung học cơ sở Kiến Thiết. Xin mời các em có tên chúng ta khẩn trương lên sân khấu. Em Lê Minh Ngọc, trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Em Đỗ Thị Trâm Anh, trung học cơ sở Nam Sơn, huyện An Dương. Em Nguyễn Quý Dương, trung học cơ sở Tô Hiệu. Em Đinh Phương Linh, trung học cơ sở Nam Sơn. Em Đinh Phương Uyên, trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Em Trần Huy Nam, trung học cơ sở An Đà. Em Lê Hà Phương, trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Em Nguyễn Hà My, trung học cơ sở Trường Sơn. Em Đỗ Tùng Lâm, trung học cơ sở Đông Hải. Em Đặng Đại Dương, trung học cơ sở Chu Văn An. Em Đặng Minh Khuê, trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Em Nguyễn Ngọc Thắng, trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Em Nguyễn Quỳnh Hoa, trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Em Nguyễn Phúc Lâm, trung học cơ sở Tân Viên. Em Trần Trung Duy, trung học cơ sở Bạch Đằng. Em Ngô Thùy Dương, trung học cơ sở Bắc Sơn. Em Phạm Lâm Tùng, trung học cơ sở thị trấn Tiên Lãng. Em Vũ Thu Trang, trung học cơ sở Bạch Đằng. Em Nguyễn Ngọc Linh, tiểu học và trung học cơ sở Tân Thành. Em Bùi Thị Mai Phương, trung học cơ sở Quán Toan. Em Nguyễn Thị Thu Trà, trung học cơ sở Đại Hợp. Em Nguyễn Quỳnh Anh, trung học cơ sở Dưa Hàng Canh. Em Nguyễn Lê Hoài Giang, trung học cơ sở Lê Chân. Em Trần Hải Điến, trung học cơ sở Đông Hải. Em Nguyễn Đình Toàn, trung học cơ sở Hùng Vương. Em Bùi Thị Thùy Linh, trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc. Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh, trung học cơ sở Tràng Cát. Em Nguyễn Minh Trí, trung học cơ sở Hoàng Nghĩa. Em Khương Việt Hưng, trung học cơ sở Chu Văn An. Em Phạm Bảo Lâm, trung học cơ sở Đồng Hòa. Em Nguyễn Quốc Trường Minh, trung học cơ sở Ngọc Hải. Em Hoàng Minh Đức, trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Và em Nguyễn Nhật Minh, trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc. Em Ngô Trần Bảo Châu, trung học cơ sở Ngô Gia Tự. Em Nguyễn Thị Bảo Ngọc, trung học cơ sở Hữu Bằng. Em Đoàn Việt Hùng, tiểu học và trung học cơ sở Tân Phong. Em Trần Bảo Trang, trung học cơ sở Ngô Gia Tự. Em Giang Yến Nhi, trung học cơ sở Quán Toan. Em Vũ Trâm Anh, trung học cơ sở Bạch Đằng. Em Đinh Hương Giang, tiểu học và trung học cơ sở Vạn Hương. Và em Trần Hải Yến, trung học cơ sở Tú Sơn. Đội viên đang đứng trên sân khấu tại liên hoan chỉ huy đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng đã đạt giải khuyến khích của liên hoan ngày hôm nay. Xin chúc mừng em. Sau đây xin trân trọng kính mời chú Nguyễn Hữu Toàn, phó giám đốc trường trung học cơ sở Mỹ Đức. Em Đặng Thị Minh Phương, trung học cơ sở Kiến Thiết. Em Đào Phương Thùy, trung học cơ sở Nam Sơn. Em Nguyễn Vũ Trường Giang, tiểu học và trung học cơ sở Trường Thành.
em Trần Thanh Thảo trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, em Dương Minh Ngọc trung học cơ sở Quang Trung, em Đặng Nguyệt Minh trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, em Đỗ Thị Linh Chi trung học cơ sở Quang Trung, em Nguyễn Mai Linh phổ thông Hermann Gmeiner, em Nguyễn Thảo Anh trung học cơ sở Liên Khê, em Lê Minh Trang trung học cơ sở Đà Nẵng, em Đoàn Hải Yến tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Châu, em Nguyễn Tuấn Dũng trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, em Trần Thị Nguyễn Trang trung học cơ sở Chính Mỹ, em Phan Thị Bảo Vi trung học cơ sở Lại Xuân, em Bùi Thị Hương Lam trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, em Phạm Thanh Hà trung học cơ sở Tô Hiệu, em Ngô An Bình trung học cơ sở Trần Phú, em Bùi Thị Thảo My trung học cơ sở Vạn Sơn, em Vũ Anh Phúc trung học cơ sở Bàn Thắng, em Đào Anh Thư trung học cơ sở Đông Hải, em Phạm Tuệ Mỹ trung học cơ sở Kiến Quốc, em Nguyễn Minh Thắng trung học cơ sở Hoàng Diệu, em Nguyễn Thủy Dương trung học cơ sở Lê Lợi, em Phan Thanh Bình trung học cơ sở Vĩnh Niệm, em Phạm Thị Phương Nhi trung học cơ sở Quang Phục, em Nguyễn Thị Minh Ngọc trung học cơ sở thị trấn Tiên Lãng, em Nguyễn Minh Phương trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, em Trần Thị Bảo Châu trung học cơ sở An Lư, em Nguyễn Minh Quân trung học cơ sở Tô Hiệu, em Nguyễn Vũ Anh Thư trung học cơ sở Nam Hà, em Nguyễn Trần Mai Hoa trung học cơ sở Hợp Đức, em Nguyễn Mai Phương Linh trung học cơ sở Hùng Vương, em Lê Tâm Anh trung học cơ sở Lê Lợi và em Nguyễn Thị Minh Anh tiểu học và trung học cơ sở Du Lễ. Hay để chúc mừng cho các em đội viên đã đạt giải ba của liên hoan chính đội rồi, thành phố Hải Phòng. Xin được trân trọng kính mời. Chết không phải là do em xin đọc sót đâu ạ, mà tên của bạn Lưu Mai